Sứ điệp mùa vọng. Đã bao nhiêu mùa vọng đi qua, nhưng quả thực tôi chưa biết đích xác sứ điệp nào là sứ điệp mùa vọng Chúa gửi đến cho tôi. Vì bận kiếm sống cũng có, mà vì lười biếng buông thả cũng có. Mùa vọng với tôi đã chỉ đơn thuần là mùa chuẩn bị một lễ Giáng sinh hoành tráng, có đèn sao khắp nơi, có hang đá khổng lồ cuối nhà thờ, có lễ đêm và bữa ăn thịnh soạn sau lễ. Ngoài ra không có gì hết. Nếu có thì chỉ là ý niệm sơ sài Chúa xuống thế làm người và tâm tình biết ơn Thiên Chúa rất mong manh hời hợt. Mùa vọng năm nay, khi tuổi đời đã sang bên kia chuyển đổi, đang hồi đổ dốc, tôi mới giật mình tiếc nuối bao nhiêu mùa vọng đã vô nghĩa vụt trôi. Nhờ tiếc nuối tôi mới nhận ra mùa vọng là mùa đem lại niềm hy vọng cho chính tôi, trước khi là mùa hy vọng của toàn thể nhân loại. Đem lại niềm hy vọng cho chính tôi khi lời hứa đấng cứu thế sẽ đến để đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ áp bức được giải oan, và mọi người được loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Sở dĩ là niềm hy vọng của tôi bởi như mọi thân phận làm người, tôi đã không thể thoát khỏi những vết thương do người khác gây ra. Người khác ấy có thể là người ghen ghét, kèn cửa kiếm chuyện vu oan, giáng họa cho tôi cách vô cớ. Có thể là đối phương trong tình cảm, việc làm. Có thể là những người tôi yêu thương đã dày công giúp đỡ, nhưng quay mặt làm ngơ phản bội. Có thể là người nhà thân quen, không hiểu hay không muốn hiểu tôi vì một lợi ích riêng tư hay tính toán cỏn con nào đó. Nhưng tất cả đã ít nhiều, xa gần, trực tiếp hay gián tiếp làm khổ tôi. Họ có thể đã ruồng bỏ, xua đuổi khi nói chúng tôi không muốn có anh, và đẩy tôi rơi vào tình cảnh tâm lý trốn chạy mọi người vì mặc cảm sợ hãi dư thừa làm phiền người khác. Họ có thể đã dửng dưng lạnh lùng bỏ rơi tôi khi nói chúng tôi không thể giữ anh với chúng tôi, và tôi rơi sâu xuống vực thẳm mặc cảm vô dụng, bất tài vô tướng, không còn dám tự mình quyết định bất cứ một việc gì. Họ có thể đã mạ lị sỉ nhục tôi khi vu khống đủ điều thật phi lý nhưng đầy độc ác, để tôi biến thành một người luôn tự hổ thẹn vì mặc cảm có tội, và chỉ còn thú vui khi tự làm mình đau khổ hay làm người khác khổ đau. Họ có thể đã phản bội phản phúc để tôi trở thành người không còn dám tin ai, không chia sẻ được với người nào, nhưng thành kiến ngờ vực, đề phòng mọi người. Họ có thể đã nghiền nát tôi bằng rất nhiều ngôn từ, việc làm bất công, đến nỗi tôi trở thành vô cảm, cứng cỏi lạnh lùng, không còn biết chạnh lòng cảm thương bất cứ ai. Và chỉ với năm vết thương sâu hóm trên thân xác cuộc đời vừa kể, đã đủ làm cuộc sống tinh thần của tôi hầu như mất phương hướng, đúng hơn là làm tôi tha hóa toàn phần. Nhưng đó mới chỉ là tương quan giữa tôi với người khác, giữa cái tôi với những cái tôi khác chung quanh. Kinh nghiệm còn cho thấy những tương quan này theo thời gian ngày càng chằng chịt đan quyền, ngóc ngách rối rắm đến nhiêu khê không gỡ được, đưa đến tình trạng đánh mất chính mình mà nhiều khi mình cũng không hề hay biết. Bên cạnh tương quan với tha nhân, chính tôi cũng là nguyên nhân của vô vàn phức tạp, dẫn đến chung một hậu quả vong thân, xa lạ với chính mình. Bắt đầu bằng lòng ganh tị, nó giày vò đay nghiến cắn rứt khi tôi thua người khác, kém cỏi hơn người chung quanh, không mấy đêm ngủ ngon, không mấy ngày được hạnh phúc bình an, cũng chỉ vì hỏa lực của lòng ghen tương ganh tị.
Rồi chính tôi cũng không mấy khi hài lòng với chính mình, khi mơ ước cao xa mà khả năng thấp kém, khi muốn rất nhiều mà năng lực chẳng bao nhiêu. Tính kiêu căng, háo danh, háo thắng, háo lợi đẩy tôi lên tận tuyệt đỉnh của tham vọng và quên khuấy giới hạn của thân phận người, bị đóng khung trong không gian thời gian và nhiều định chế khác. Để rồi khi rớt xuống vực thẳm của thực tế mới ngỡ ngàng, bất mãn, thất vọng, hận mình, hận người, hận trời. Không hài lòng với chính mình, khi không chấp nhận giới hạn của mình, tôi trở thành người lạ ngay trong nhà mình, vì không nhận ra mình ngay trong ý thức của mình. Một thảm cảnh thật đáng thương, được liệt vào thảm thương hạng nhất của con người. Vì thế mùa vọng đến, trước hết cho tôi niềm hy vọng tìm gặp lại chính mình. Gặp lại chính mình là niềm hy vọng lớn nhất, cho tôi tìm lại những niềm hy vọng khác cũng to lớn không kém. Hy vọng ở người khác, hy vọng ở cuộc đời. Sở dĩ tôi hy vọng được ở tôi, vì lời hứa của đấng cứu thế sẽ giải phóng tôi khỏi các thứ ngục tù tinh thần cũng như thể xác. Người khác sẽ không còn là hỏa ngục, cai tù, lý hình, đao phủ, khống chế, đe dọa, truy đuổi, tiêu diệt tôi. Tha nhân sẽ không còn quyền sinh sát trên tôi, và tôi sẽ không còn sợ ai, bởi lời hứa của Thiên Chúa đảm bảo cho tôi ơn giải phóng. Người đến để ban bố ân xá cho kẻ bị tù đầy. Sẽ không chỉ những kẻ bị tù đầy trong nhà giam trại cải tạo được làm bằng gạch đá, nhưng còn là những nhà tù trại giam tinh thần, không tường cao rào kín, do lòng ganh ghét hận thù, tham vọng bất chính của người chung quanh. Sẽ không chỉ có tù nhân chính trị hình sự bằng xương bằng thịt, nhưng còn là những người tù tuy có xương thịt nhưng cùm gông xiềng xích thì vô hình và vô cùng rùng rợn đau đớn. Mùa vọng đến cho tôi niềm hy vọng được lời hứa của đấng cứu thế giải oan những vu khống bất công thiên hạ từ bấy lâu đổ vậy. Người giải oan cho kẻ bị áp bức, giải oan cho kẻ bị áp bức là trả lại cho họ niềm hy vọng căn bản của người công chính. Bởi không ai có thể bình an hạnh phúc trong mặc cảm là người bất chính, mà mục đích của tất cả việc làm hàm oan vu khống mạ lị người khác đều là biến họ thành người bất chính, để họ phải chịu hình phạt dành cho người bất chính. Đấng cứu thế thấu hiểu nỗi thất vọng của người bị hàm oan, nên sứ điệp tin mừng của Ngài đã không bỏ quên họ, nhưng tìm giải oan, trả lại cho họ danh dự người công chính. Mùa vọng còn cho tôi ánh sáng hy vọng, khi lời hứa của đấng cứu thế cho người đuôi mù được thấy. Người mù được thấy chính là tôi, vì mù nên mới thất vọng khi không thực hiện được những ước vọng vượt quá tầm tay. Vì đuôi nên mới tuyệt vọng khi những công trình vĩ đại cứ theo nhau đổ vỡ thất bại, chỉ vì khả năng non nớt yếu kém. Vì khiếm thị nên mới lạc lối về trong những thiếu sót khiếm khuyết như bệnh tật, cuộc sống kém may mắn của mình. Nên khi ánh sáng của đấng cứu thế mở mắt cho thấy giới hạn đích thực của con người, tôi mới hoàn hồn biết mình được cứu sống. Nhờ nắm bắt sự thật của chính mình, được mặc khải bởi Thiên Chúa qua lời hứa ban niềm hy vọng của Ngài. Khi mở mắt cho người mù được thấy, lời hứa của đấng cứu thế cũng cho tôi thấy giới hạn của người khác. Giới hạn của họ cũng có hạn như giới hạn của tôi. Và vì biết họ có giới hạn như tôi, nên tôi không nỡ trách móc hận thù, trả đũa những bất công, bất chính, bất nhân, bất nghĩa họ đã gây cho tôi. Nhưng bao dung quảng đại hơn, vì họ đã nhìn sai, hiểu lầm, phán đoán linh tinh, hành động bừa bãi, cũng chỉ vì không biết mình có giới hạn, cũng như tôi cứ tưởng mình vô hạn toàn năng. Mùa vọng như thế không những đã mang đến sứ điệp hy vọng giải thoát tôi khỏi mọi gồng cùm của mặc cảm tinh thần, khổ đau thân xác do giới hạn của mình và của người khác gây ra, mà còn cho tất cả chúng tôi nhận ra mình là những người nghèo trước mặt Thiên Chúa và nghèo đối với anh em mình. Sứ điệp mùa vọng cho chúng tôi biết mình nghèo nhiều mặt, nghèo nhiều nỗi. Vì nghèo không chỉ là nghèo tiền bạc, mà còn nghèo kiến thức, nghèo đạo đức, nghèo tâm hồn, nghèo tình nghĩa, nghèo niềm tin, nghèo hy vọng, nghèo con người, nghèo Thiên Chúa. Và lời hứa của đấng cứu thế đã cho chúng tôi, những người nghèo của Ngài,
được hạnh phúc đón nhận tin mừng. Và còn hơn người nghèo, chúng tôi còn là những người mắc nợ Thiên Chúa và anh em mình, nên lời hứa của Đấng Cứu Thế cũng sẽ ban cho những người còn mắc nợ năm hồng ân xóa nợ. Mùa vọng về mang về cho tôi niềm hy vọng từ lời hứa của Đấng Cứu Thế, lời hứa giải phóng kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, người nghèo được loan báo tin mừng và ban năm hồng ân xóa nợ cho người mắc nợ. Sứ điệp ấy bấy lâu Thiên Chúa gửi đến tôi qua mùa vọng, nhưng tôi nào có hay. Chính vì thờ ơ vô tình trước sứ điệp lời hứa hy vọng của Đấng Cứu Thế mà đời tôi bấy lâu ảm đạm u sầu, vì thất vọng với chính mình, thất vọng với người chung quanh. Cũng chính vì không nhận ra sứ điệp mùa vọng với lời hứa Đấng Cứu Thế đến để giải phóng, cứu độ, chữa lành, mà tôi hao mòn niềm vui sống với phận người có giới hạn của mình, cạn kiệt hạnh phúc bình an với người chung quanh vì những thị phi mâu thuẫn vô bổ vô nghĩa. Mùa vọng năm nay với sứ điệp hy vọng của Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa làm người, tôi thấy mình tràn trề niềm vui được giải phóng khỏi gánh nặng của mặc cảm, khỏi xiềng xích của hận thù, để nhận ra mình là người con được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi đi theo Ngài. Tôi cũng thấy mình có chỗ đứng và trách nhiệm trên hành trình cùng đi với mọi người, với tấm lòng bao dung cảm thương những thiếu sót, giới hạn của anh em mình. Khi biết tất cả đều được Thiên Chúa dẫn vào mùa của hy vọng, mùa của hồng ân, khi nhân loại được Thiên Chúa đến cắm lều ở cùng, yêu thương và hiến mạng sống để cứu độ. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đứng chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đứng cứu đời. Trong đêm mù tối, chúng con mong ngày mau tới. Dân Chúa đơn đau mây sầu che lối, luôn mong chiến thắng đến đây cai tạo thế giới. Cứu dân đập tan xiềng xích tội nhân, Chúa ơi, lòng nhân từ Chúa không bờ. Thank you.
đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Nhưng ai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoàn con đã hối tội rồi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đâm chuộc tôi. Trời cao hay đổ sương xuống, và ngàn mây hay mưa đâm cứu đời. Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che lối.